Tuần vừa qua chứng kiến một sự kiện lịch sử đối với nền bóng đá Bồ Đào Nha, đó là việc Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã đăng quang tại Euro 2016 sau khi đánh bại chủ nhà Pháp 1-0. Thành tích xứng đáng này của CR7 còn nhận được lời chúc mừng từ những vị tiền bối đáng kính như Luis Figo, Jose Mourinho và Sir Alex. Và khi mà bóng đá Bồ Đào Nha vô địch, người ta lại phải nhắc nhiều tới vua bóng đá Pele, người luôn có những dự đoán mang đến kết quả ngược đời. Trước giải, huyền thoại bóng đá người Brazil đã khẳng định Bồ Đào Nha không làm nên trò trống gì tại Euro năm nay. Và cuối cùng, người Bồ phải thầm cảm ơn Pele. Có một chi tiết rất đáng chú ý trong hành trình của Cristiano Ronaldo tại Euro 2016. Cứ trận nào CR7 mặc áo đỏ là y như rằng anh mất tích, còn khi mặc áo xanh, anh lại hiện hình đậm nét. Trận chung kết với trang phục màu đỏ đã báo hại CR7 biến mất ngay từ phút 25 của trận đấu. Tuy nhiên, dù có biến mất ở trận chung kết, thì Ronaldo vẫn vượt qua được chướng ngại vật mang tên đội tuyển Pháp để có được cúp bạc Euro và gần như chắc chắn đã sở hữu danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Tất cả là nhờ cây sào Eder. Vẫn xoay quanh câu chuyện về CR7, có một sự trùng hợp khá đặc biệt giữa trận chung kết Champions League năm nay và trận chung kết Euro 2016. Trong cả hai lần, Ronaldo đều đánh bại Griezmann để đăng quang. Chỉ khác là người giúp CR7 nâng cúp không phải một mà là hai người. Trong trận chung kết, người hùng của Bồ Đào Nha Eder đã có màn tỏa sáng bất ngờ khi anh vào sân chỉ là một cầu thủ vật vờ mờ nhạt. Nhưng thình lình sau cú ngã đập đầu, Eder bỗng nhiên vụt sáng và hiện thực hóa giấc mơ vô địch của Bồ Đào Nha. Lại nói về vị thánh dự đoán Pele, vua bóng đá khi được hỏi đúng vào lúc cao hứng đã phán một câu rằng ông tin Mourinho sẽ thành công tại Man United. Và lời nói này giờ đây đã khiến các fan của MU lo ngay ngáy về tương lai của câu lạc bộ. Chuyển sang một thông tin khác, Marcelo Bielsa nổi tiếng là một huấn luyện viên giàu cá tính và điều đó một lần nữa được thể hiện rõ nét khi mới đây, chiến lược gia người Argentina đã quyết định hủy hợp đồng vừa mới ký 2 ngày trước đó với Lazio chỉ vì câu lạc bộ này lỡ thất hứa với ông. Trong khi đó, với một huấn luyện viên khác mà chúng ta chắc hẳn vẫn chưa quên, đó là Brendan Rodgers. Mới đây, câu lạc bộ Celtic của ông đã phải nhận thất bại muối mặt trước câu lạc bộ vô danh tới từ Gibraltar là Lincoln Red với tỷ số 1-0. Điều đáng nói, Lincoln Red là một câu lạc bộ có thông tin sơ bộ như sau. Lượng khán giả trung bình đến sân là 28. Chưa bao giờ ghi bàn vào lưới một đội bóng chuyên nghiệp cho đến khi gặp Celtic. Huấn luyện viên hiện tại của họ là người mới chỉ giành được một chiến thắng. Tiền đạo chủ lực từng ngồi tù 6 năm vì buôn ma túy và thậm chí còn không được tập luyện trước trận đấu gặp Celtic.